Bạn thuộc tiếp người ăn buffet vừa no vừa không lỗ hay ăn buffet để thưởng thức nhiều món? Mình nói về kiểu thứ nhất, kiểu ăn buffet không sợ lỗ tiền là trước khi ăn, mình sẽ đảo một vòng, quan sát xem quầy lại có những món nào, rồi sẽ tính toán, lựa chọn những món đắt tiền, những món ít có cơ hội được ăn, tránh tinh bột, tránh chất béo, hạn chế uống nước, nhất là với nước ngọt có ga. Còn một số mẹo để ăn buffet không lỗ khác nữa mà bạn có thể đọc trên online, tuy nhiên mình không thuộc kiểu người này. Theo trải nghiệm trước giờ của mình khi ăn buffet, đó là lúc nào mình cũng sẽ đi ăn với người thân, với bạn bè, không khi nào mình đi ăn buffet một mình. Cho nên đối với mình, việc ăn buffet giống như một bữa tiệc, và trong bữa tiệc đó, mọi người có thể mặc sức ăn những thứ mình thích. Khỏi phải lo chuyện, người thì thích món này, người thì không ăn được món kia, cũng không sợ việc ăn nhiều quá phải tính thêm tiền. Trong lúc ăn, mọi người vui vẻ trò chuyện, chia sẻ những món ăn yêu thích với nhau. Buffet mà, ngại gì, cứ ăn, uống thoải mái thôi. Còn với bạn thì sao?